Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thể thao Việt Nam đang trở nên nóng bởi những lùm xùm tại bộ môn thể dục dụng cụ. Ngày 17 tháng 1, vận động viên Phạm Như Phương tiếp tục gây xôn xao dư luận khi tiết lộ cô cùng các đồng đội được chấm công nhận tiền vào những ngày không hề tập luyện. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chỉ đạo cục Thể dục Thể thao và các bộ phận liên quan xác minh chuyện làm khống tiền công tập luyện ở đội thể dục dụng cụ. Cụ thể, huấn luyện viên trưởng Trương TH và bà Nguyễn TTT đã thường xuyên đề xuất xin ngân sách nhà nước tiền công tập ngoài giờ và một số ngày chủ nhật trong tháng. Tuy nhiên thực tế các vận động viên không hề tập luyện và số tiền đó được sử dụng để chia nhau. Phạm Như Phương cho biết, nếu xin tập thêm vào ngày thường, vận động viên sẽ được hưởng chế độ tiền ăn và tập luyện 270.000 đồng một ngày, còn tập vào chủ nhật thì sẽ được gấp đôi là 540.000 đồng một ngày. Phần lớn đội sẽ xin vào ngày chủ nhật khoảng 1 đến 2 buổi một tháng. Sau khi được nhận tiền các vận động viên phải nộp lại 50% cho huấn luyện viên xung vào quỹ chung của đội thể dục dụng cụ quốc gia. Quỹ này được ban huấn luyện giải thích dùng để phục vụ công tác chuyên môn, trang thiết bị và đối nội đối ngoại cho đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Về việc này, ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, Chúng tôi đã ngay lập tức làm việc với đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, yêu cầu giải trình báo cáo. Nếu chỉ có mỗi đề xuất tập luyện mà không có kế hoạch hay giáo án gì cả thì quá sai rồi. Phía bên trung tâm cũng phải có minh chứng đội có tập không, có điểm danh không. Liên quan đến thông tin, vận động viên tố ngay ở đội thể dục dụng cụ nữ quốc gia cũng có quỹ và vận động viên phải nộp tiền hàng tháng. Ông Việt cho biết đang yêu cầu giả soát báo cáo. Nếu có quỹ riêng là vi phạm, không đúng tinh thần của ngành thể thao, cần phải xử lý. Trong khi đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có những chỉ đạo cụ thể Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, về thông tin kê khống tiền tập luyện ngày chủ nhật từ vận động viên Phạm Như Phương, đó là thông tin mới. Bộ đã chỉ đạo cục thể dục thể thao trong ngày hôm nay phải họp để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, việc kiểm tra những điều này cần có thời gian vì liên quan đến sổ sách đối chiếu ngày giờ. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm nhưng sự việc cần có thời gian xác minh cụ thể, tránh sai sót. Đồng thời, Cán bộ chuyên môn của Cục Thể dục Thể thao đã có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để làm rõ sự việc. Nếu có sai phạm, những người liên quan sẽ bị xử lý triệt để. Trước đó, hai huấn luyện viên trực tiếp tập huấn cho Phạm Như Phương là bà Nguyễn Thùy Dương và bà Nguyễn Hà Thanh đều tạm dừng công việc của mình ở đội tuyển quốc gia. Sáng ngày 16 tháng 1, Cục Thể dục Thể thao đã có buổi làm việc với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Phòng Thể thao Thành tích cao 1, Liên đoàn Thể dục Việt Nam Bộ Môn Thể dục và Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Sau cuộc họp, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Việt Hà cho biết, qua quá trình làm việc và xác minh, các huấn luyện viên thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và đại diện Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội khẳng định không thu phần trăm từ tiền thưởng của các vận động viên dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không có chủ trương làm điều đó huấn luyện viên nguyễn thùy dương người bị vận động viên phạm như phương tố cáo về việc đòi chia phần trăm tiền thưởng hiện thuộc biên chế của trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội nhưng đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia cũng khẳng định trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội và ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không yêu cầu và thực tế cũng không có chuyện chia tiền thưởng như vậy vụ việc chia phần trăm tiền thưởng của vận động viên nếu có không xảy ra ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia theo cục trưởng cục thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, hiện tại đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cần tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại tranh dự vé Olympic Paris năm 2024 nên sẽ cho thôi tập trung hai huấn luyện viên của Hà Nội về trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội để giải quyết vụ việc. Ông Đặng Việt Hà nhấn mạnh Cục Thể dục Thể thao cũng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị chủ quản của vận động viên Phạm Như Phương và hai huấn luyện viên của Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan. Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, cơ quan này đã có những chỉ đạo cụ thể về việc vận động viên tố bị thu phế tiền thưởng huy chương ở môn thể dục dụng cụ. Trưa ngày 16 tháng 1, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã nắm được thông tin sự việc liên quan đến vận động viên Phạm Như Phương và đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có một cuộc họp liên quan đến vấn đề vận động viên Phạm Như Phương bị tố ăn chặn tiền thưởng. Nếu Bộ phát hiện ra sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Vận động viên Phạm Như Phương bức xúc cho biết, bao năm qua, mỗi tấm huy chương tôi giành được, luật bất thành văn là tôi đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên của mình. Huy chương vàng, huy chương bạc hay huy chương đồng gì cũng phải nộp tất. Càng nhiều tiền thưởng huy chương thì càng phải nộp nhiều. Thời điểm tôi giành được hai tấm huy chương bạc và hai tấm huy chương đồng ở SEA Games 31 là phải nộp nhiều nhất. Theo vận động viên sinh năm 2003, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền, thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho huấn luyện viên của mình là bà N.T.G., một trong hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Theo Phạm Như Phương, việc cô bị thu 10% ở mỗi tấm huy chương không chỉ mới diễn ra mà có từ rất lâu, từ khi cô bắt đầu bước vào nghề và giành được tấm huy chương đầu tiên cho đến nay. Như Phương cũng cho biết, cô bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia năm nay vì huấn luyện viên chuyên trách quên gửi đơn xin đi nước ngoài của cô lên bộ môn thể dục dụng cụ, cục thể dục thể thao. Khi đó Phương đã có 19 ngày ra nước ngoài chung thời điểm đội tuyển duyệt danh sách vận động viên tập huấn quốc gia năm 2024. Đáng chú ý chỉ sau ít tiếng thông tin trên được đăng tải, đã có thêm nhiều tố cáo từ các cựu vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Người đầu tiên lên tiếng là Lâm Như Quỳnh, cựu thành viên của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và cũng là người đã phải làm đơn xin giải nghệ vào năm 2023 vì không chịu nổi cảnh bóc lột sức lao động trong gần 10 năm tập luyện và thi đấu. Tôi là Lâm Như Quỳnh, từng là thành viên trong đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, giành được huy chương bạc nội dung đồng đội ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Cũng giống như chị Phương, tôi cũng từng phải nộp lại 10% tiền thưởng huy chương hoặc chia lại tiền thưởng nóng cho huấn luyện viên của mình. Lâm Như Quỳnh là vận động viên sinh năm 2006 một trong những tài năng trẻ góp công lớn cho đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, giành được tấm huy chương bạc ở nội dung đồng đội tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam hồi năm 2022. Đó là nội dung mà Như Quỳnh và Như Phương cùng nhau nỗ lực để giành được vinh quang và cùng bị huấn luyện viên thu phế tiền thưởng huy chương, theo như lời kể của cô. Cũng như chị Phương, tôi cũng phải nộp 10% tiền thưởng huy chương và cũng phải nộp 50% tiền thưởng nóng mà nhà tài trợ tra tặng cho huấn luyện viên của mình. Ngoài ra mỗi tháng tôi và các đồng đội của mình đều phải đóng quỹ cho huấn luyện viên với số tiền là 505.000 đồng. Trước năm 2019 thì huấn luyện viên của tôi chỉ thu quỹ mỗi tháng 300.000 đồng, nhưng sau đó thì tăng lên 505.000 đồng. Khi được hỏi tại sao đội của vận động viên Phạm Như Phương chỉ nộp quỹ 300.000 đồng một tháng mà đội của Như Quỳnh phải nộp số tiền 505.000 đồng và tại sao không phải là số tiền chẵn 500.000 đồng mà lại lẻ ra thêm 5.000 đồng. Nữ vận động viên gốc Hà Thành cho biết Tôi cũng không hiểu sao huấn luyện viên đội của tôi lại đưa ra con số 505.000 đồng. Cũng không biết cô thu quỹ để làm gì. Hồi trước huấn luyện viên của tôi có bảo thu quỹ để mua băng cho chúng tôi tập luyện. Nhưng thực tế cô chưa bao giờ mua mà chúng tôi toàn phải bỏ tiền túi ra để mua băng. Số tiền quỹ đội của tôi nộp cao hơn bên đội chị Phương có thể là do đội tôi ít người hơn nên phải nộp nhiều hơn. Tôi nhớ hồi đó có thời gian chúng tôi cứ 3 tháng sẽ đóng quỹ một lần. Nhưng sau SEA Games 31, huấn luyện viên bắt tháng nào đóng tươi tháng đó. Nhiều khi chúng tôi chưa nhận được lương cô cũng dục phải đóng quỹ rồi, mà chúng tôi không biết quỹ cô thu để dùng vào mục đích gì. Như Quỳnh cho biết, cô bắt đầu bước vào bộ môn thể dục dụng cụ từ năm 7 tuổi, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn vất vả, mồ hôi công sức tập luyện để chuẩn bị gặt hái vinh quang thì phải giải nghệ trong cái đắng. Không chỉ Lâm Như Quỳnh, tối ngày 15 tháng 1, một cựu vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia khác là LTA, sinh năm 2003 cũng đã xác nhận Việc cô cũng là người từng chịu cảnh bị thu phí 10% tiền thưởng huy chương, bị bắt phải ăn chia tiền thưởng nóng khi được các doanh nghiệp tài trợ, như vận động viên Phạm Như Phương đã lên tiếng tố cáo. Tôi từng là đồng đội với vận động viên Phạm Như Phương ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và đã phải giải nghệ vào năm 2022 do gặp chấn thương trong khi thi đấu. Bạn Phương 7 tuổi mới bước vào nghề, còn tôi bước vào bộ môn thể dục dụng cụ này từ khi còn 4 tuổi. Theo LTA, trong hơn 15 năm theo đuổi sự nghiệp, cô không giành được những thành tích quốc tế như Phạm Như Phương nhưng cũng sở hữu không ít huy chương vàng, huy chương bạc ở các giải vô địch thể dục dụng cụ của quốc gia. Hồi năm 2018, LTA cùng với Phạm Như Phương trong đội tuyển thể dục dụng cụ Hà Nội đã giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội Đại hội thể dục dụng cụ lần thứ 8 năm 2018 diễn ra tại Hà Nội. Cựu vận động viên thể dục dụng cụ sinh năm 2003 khẳng định và mỗi tấm huy chương tôi giành được, tôi đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên. Nếu có tiền thưởng nóng, tôi cũng phải nộp cho huấn luyện viên 30%, còn tôi được hưởng 70%. Đặc biệt, nói về việc phải giải nghệ vào năm 2022, thời điểm mà LTA chỉ mới 18 tuổi, vận động viên này cho biết, tôi gặp chấn thương nặng và sau đó không thể hồi phục để lấy lại phong độ đỉnh cao. Lẽ ra tôi không định lên tiếng việc này, nhưng tôi đồng cảm với câu chuyện của bạn Phương nên muốn chia sẻ để những bạn đã và đang công hiến ở môn thể dục dụng cụ được trả lại sự công bằng. Đáng chú ý, sau khi giải nghệ ở tuổi 18, cựu vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không thể tìm được công việc nào đúng với chuyên môn và hiện phải làm nhân viên phục vụ ở một quán bi lắc của người quen để mưu sinh. Có thể thấy, vụ việc này tạo nên một lùm xùm không hay với thể thao Việt Nam. Dư luận vẫn đang hướng sự quan tâm đến sự việc này. Liệu sự thật sau những lời tố cáo này là gì? chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại